Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là video hành trình tự học. Nội dung của video hành trình tự học này thì mình tìm hiểu về Photopea. Photopea thì nó là cái công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến. Một cái bạn sử dụng bằng tiếng Việt, sử dụng miễn phí trực tuyến. Và tương tự như là Photoshop. Thì đối với những bạn mà đã sử dụng Photoshop rồi thì sẽ cảm thấy khá quen thuộc với cái giao diện làm việc của Photopea. Tuy nhiên thì đối với Photopea thì các cái công cụ của nó đều được trình bày và diễn đạt bằng tiếng Việt hết. Vì vậy nên các cái thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Thì để bắt đầu tìm hiểu về cái công cụ này thì trước tiên mình phải tìm hiểu về cách sử dụng cơ bản, nghĩa là những cái bước đầu để mà mình có thể tiến hành bắt đầu vào cái phần chỉnh sửa. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu giới thiệu về Photopea. Thì sau khi mà truy cập vào trang web của Photopea thì đây chính là cái giao diện làm việc chính của cái trang web này. Thì ở đây mình thấy là có một cái phần màn hình ở chính giữa ấy. Nó sẽ có cái logo đầu tiên này và cái tên của trang web, cái tên của cái phần mềm. Trên cái thanh ngang trên cùng, có thể gọi là thanh công cụ đi, nó có phần kiểu tẹp chỉnh sửa hình ảnh, các lớp, các lựa chọn, bộ lọc, xem, cửa sổ, thêm, tài khoản, tìm kiếm, mở rộng, vân vân. Ngoài ra thì có những phần khác nữa ở đằng sau nữa. Thì cái phần này là để hỗ trợ thêm thôi. Còn cái phần làm việc chính thì nó là thanh công cụ bên trái này. Ngoài ra ở chính giữa này thì sẽ có cái phần để mình tải file vào đây để bắt đầu làm việc và chỉnh sửa với Photopea này. Ở đây nó ghi là drop any files at here, nghĩa là mình sẽ đưa những cái file bất kỳ một cái file gì vào cái phần này để mình bắt đầu chỉnh sửa. Thì ở đây nó ghi các cái định dạng file mình mà hỗ trợ để tải lên và sử dụng ấy. Thì có file .vsd, .ai, .xd, .sketch, file pdf, XCF, file RAW và any là những file khác, ví dụ như định dạng JPG này, PNG, G, định dạng từ GIF, FVG, DDS hoặc là TIFF, vân vân. Ngoài ra còn một số những cái loại định dạng khác nữa thì đều có thể hỗ trợ chỉnh sửa trong này. Ở chính ngay trên cái phần ô mà để mình đưa file vào thì còn thấy một ba cái ô tùy chọn khác. Ô tùy chọn đầu tiên là dự án mới, là kiểu mình mở một cái thiết kế mới, một cái bản thiết kế của chỉnh sửa mới, gọi là một cái dự án. Mỗi một cái bản thế sẽ là một dự án mới. Thì ở đây nó có tùy chọn là mở một cái dự án mới nha. Khi mà ấn vào cái này thì nó sẽ hiện ra cho mình cái phần đây nhá, mình sẽ thử nhá. Dự án mới này thì đây nó sẽ hiện ra cái mục là tùy chọn định dạng cho cái tựa dự án đấy. Thì ở bên phải cái phần màu sắc mà các bạn nhìn nhiều nhất này thì nó là những cái mẫu hoặc nhiều những cái template ấy cung cấp để mà mình có thể sử dụng sẵn, có thể là về màu sắc, hình ảnh hay bố cục gì đấy mình có thể sử dụng ngay, chỉ cần đổi phần nội dung thành của mình là được. Thì cái phần template này nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì cả. Ngoài ra ở bên trên cái phần mẫu này thì nó sẽ có phần lọc để tìm kiếm các cái mẫu theo đúng yêu cầu của mình ấy. Lọc theo biểu tượng này, theo hình ảnh, theo từ khóa hoặc là bộ lọc phông chữ vân vân. Bên tay trái thì sẽ có các cái phần nội dung cơ bản. Đầu tiên là tên của cái dự án mới mình chuẩn bị tạo. Thì đây nó sẽ mặc định ghi là tên là dự án mới, nhưng mà có thể mình sẽ đổi tên là dự án
một đi, và thay đổi có tùy chỉnh với kích thước này, thì có chỉnh về chiều rộng, chiều cao với những cái tùy chọn đơn vị là pixels, phần trăm, mm và inch, thì tùy thôi, mình sử dụng cái nào cũng được. Bình thường sẽ để là pixel ấy, dạng DPI này, và màu nền này. Thì màu nền những cái này mình đều có thể chỉnh sửa được nhé. Muốn đi sửa thì chỉ cần nhấn vào cái phần ô, cái ô mà mình muốn chỉnh thôi là đều được hết, là đều có thể chỉnh sửa được hết. Tiếp theo là cái phần profile RGB Pro Photo Display. Ok, thì cái phần dưới này thì mình thường không quan tâm lắm. Ngoài cái phần template, những cái mẫu mà có sẵn đi, thì mình còn có cái tùy chọn về những cái kích thước khung rất là hợp lý. Ví dụ như là kích thước khung của cái dự án ấy. Ví dụ như mình sẽ để chọn ở đây có những cái dạng như kiểu là cái kích thước dành cho YouTube profile thì nó sẽ để là 800x800 pixel, hoặc là YouTube cover thì là 2560x1440 pixel, vân vân. Thì có rất nhiều những cái nội dung tùy chọn khác, mình có thể chọn cái định dạng kiểu định dạng về kích thước à. Định dạng về kích thước, nhưng mà nó không phải là mình chỉnh từng kích thước một, mà mình sẽ chọn theo cái định dạng mẫu có sẵn, kích thước của cái mẫu đấy thôi. Tiếp tục thoát ra thì cái phần thứ hai sẽ là tải file từ máy tính. Nghĩa là khi bạn muốn chỉnh sửa cái file nào và tải lên từ máy tính, thì bạn phải tải cái file vào trong máy tính, lưu vào máy tính trước, sau đó nhấn tải file từ máy tính, thì máy tính sẽ cái Photopia này sẽ trực tiếp liên kết với cái phần bộ nhớ của máy tính này để đưa cái file vào đây thôi. Đấy là PSD mẫu thì cũng tương tự như phần dự án mới, không có gì cả. Ok. Thì trên đây là cái nội dung về tìm hiểu về cái trang làm việc, trang chính của Photopia. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những cái video sau nhé. Bye bye.